Xin chào mọi người. Vừa rồi mình mới làm một cái video phân tích những cái tín hiệu mình đang gọi là track nó, mình đang gọi là đi theo nó hàng ngày để định hướng cái giá Bitcoin cũng giống như tiền điện tử sẽ đi đâu năm 2023 này. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Và cái video đó sẽ được đăng lên kênh YouTube ở Tiền Academy. Ở trong đó mình sẽ phân tích cho bạn cái lịch sử của Bitcoin đã xảy ra như thế nào. Và vừa rồi có những cái sự kiện đã xảy ra nó rất là quan trọng. Và nó chứng tỏ Bitcoin là vàng điện tử, là tiền tương lai, và nó mạnh bạo như thế nào sau khi những cái sự sụp đổ của cái năm vừa qua. Thì cái video đó mình sẽ cho bạn ba cái tín hiệu mình đang theo dõi để mình có thể khẳng định cái thị trường gấu đã bị đánh vỡ rồi hay chưa. Và cái có gọi là điểm đáy của Bitcoin 15.500 vừa rồi phải là đáy hay chưa? Chuyện gì mình đang quan tâm nó phải xảy ra để nó chứng tỏ cái điều đó là gấu đã bị giết và trâu đang chuẩn bị cái đà đi lên. Thì cái video đó thì có rất là nhiều bạn đã nhắn vô và nói: anh Daniel, làm cái video những cái gì anh đang quan tâm của 2023 và anh giá nó sẽ đi đâu. Thì đó là cái sự trả lời cho những cái bạn đã nhắn vô. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Và cái năm 2023 này, hôm nay là chỉ có mùng 2 thôi, mình vẫn rất bận rộn, nhưng mình muốn nhảy lên để cho bạn cái thông tin này, để bạn sắp xếp cái vấn đề tài chính của tài chính để đầu tư, dành vô đầu tư cho cái năm này. Bởi vì cái năm này là cái năm rất là quan trọng, nó có thể thay đổi được cái cuộc đời của bạn riêng về cái mặt tài chính thôi. Nhưng riêng cái kênh này mình sẽ chia sẻ hơn như vậy nữa cho bạn. Nếu bạn chưa đăng ký cái kênh thì nên coi nó một thời gian dài ở trên Tiền Academy. Nếu mình chia sẻ những thông tin hữu ích cho bạn thì nhớ đăng ký cái kênh và mở cái chuông lên để cập nhật những thông tin mới nhất.